các gia hợp. Chị Bảy tắt mic đi chị Bảy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác chi do Ngài thường ngộ không thể chỉ dạy. Bồ tham sa ga na ga cha mi tham ma sa ga na ga cha mi sa ga an sa ga na ga cha mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là 14 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 5 tháng 2 năm Giáp Thìn. Chúng con cùng nhau sinh hoạt tu tập Phật Pháp của Đấng Chư Thiên, Thiên Các Trời, Thiên Thiên Dương, Thiện Thần, Chư Phật Pháp Giáo. Chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lớn. Tham ma sa ma na ca lo yam ban đần ta. Tham ma sa ma na ca lo yam ban đần ta. Tham ma sa ma na ca lo yam ban đần ta. Nam mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài kinh cũng nằm trong chương ba pháp. Bài này nằm trong phẩm thứ tư, phẩm các bà la môn, bài số 54. Đây là bà la môn cư sĩ, thì chị Sinh Nga đã vào, tôi xin nhường lời chị Sinh Nga tóm tắt kỳ rồi, cũng như nếu quý vị có câu hỏi. Rồi sau đó quý vị tình nguyện một người đọc, rồi mình cùng nhau thảo luận. Rồi xin mời chị Sinh Nga. Chị Sinh Nga. Sinh Nga xin kính chào anh Thịnh Đức với tất cả các bạn chung nhau. Thì bây giờ mình nhờ một vị nào đọc dùm bài kinh này, rồi sau đó chúng ta sẽ thảo luận. Quý vị có những cái câu hỏi về liên hệ bài kinh vừa rồi hay không? Nếu không thì xin mời một người nào đó cũng đọc. Chắc Kim Phượng đọc với Kim Phượng. Dạ. Xin mời Kim Phượng. Dạ. Xin đọc Tăng Chi Bộ chương 3, ba pháp phẩm các bà la môn. Bài 54, bà la môn cư sĩ. Rồi một bà la môn du sĩ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, lãnh lễ nói lên những lời chào đón, thăm hỏi, thân hữu ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà la môn du sĩ bạch Thế Tôn. Pháp là thiết thực hiện tại. Thưa tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, pháp là thiết thực hiện tại. Không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Bị tham ái làm si đắm, này bà la môn, bị chinh phục tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ô, tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ô, bị tham ái làm say đắm, này bà la môn, bị chinh phục tâm bị xâm chiếm, vị ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý, tham ái được đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, không làm ác hạnh về ý. Bị tham ái làm say đắm, này bà la môn, bị chinh phục tâm bị xâm chiếm, vì ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai, tham ái được đoạn trừ, vì ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai,
Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Bị sân làm ế nhiễm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ô. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ô. Bị sân làm ế nhiễm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vì ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Sân được đoạn trừ, vị ấy không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, không làm ác hạnh về ý. Bị sân làm ế nhiễm, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sân được đoạn trừ, vị ấy như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Bị si làm mê mờ, này Bà La Môn, vị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ô. Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ tâm ô. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, thời không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, không làm ác hạnh về ý. Bị si làm cho mê mờ, này Bà La Môn, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Si được đoạn trừ, thời như thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai. Như vậy, này Bà La Môn, pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình xác hiểu. Nam Mô Bát Tạng nhé. Dạ. Kính thưa con đã đọc. Dạ, xin mời chị xin nghe, chị sẽ trước chị xin nghe. Dạ. Thì em xin phép được chia sẻ trước là về cái bài kinh này, về Bà La Môn. Thì Bà La Môn thì tức là một cái người không phải người xuất gia, về đến để hỏi Đức Phật về pháp là thiết thực hiện tại, có không có thời gian. Những cái ân đức về pháp đó thì vị ấy hỏi ở Đức Thế Tôn để Ngài giảng cho Bà La Môn nó biết về cái giá trị của cái pháp. Thì khi mà được mọi người được tán dương về cái pháp là về pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu, thì nó là như thế nào? Để đây Đức Thế Tôn giảng cho cái vị Bà La Môn ấy biết là khi một người mà bị cái tham, bị cái tham ái hay là bị cái sân hận hay bị cái si mê mà nó làm cho say đắm, nó làm cho người ấy bị lu mờ, thì những cái người đó thường thì suy nghĩ những điều hại mình hại người và làm những điều ác hạnh về về thân, về lời nói, về ý. Thì những cái điều đó thì chúng ta cũng thấy ở những người mà bị ảnh hưởng của cái pháp nó khởi lên là tham sân si, thì cái hướng tâm cũng như việc làm hay suy nghĩ gì đó thì đều là hại mình hại người hại cả hai, rồi làm cho cái thân khổ, làm cho cái tâm khổ, cái cảm thọ luôn,
cả cái những cái cả tâm khổ và tâm u, thì đó là những cái kết quả của pháp bất thiện. À, cái pháp ở đây thì chúng ta cũng phải hiểu pháp về những cái hiện tượng nó khởi lên, nó hiện hữu, thì tất cả những cái hiện hữu dù tốt dù xấu như thế nào cũng gọi là pháp. Những cái pháp mà được Thế Tôn giảng dạy để gọi là nó có cái thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người tri tự mình giác hiểu, thì là những cái pháp mà được Đức Thế Tôn chỉ bày ra, chỉ dạy ra cho thấy những cái nào là cái sự nguy hiểm, cái nào là cái pháp bất cần phải xuất ly đi đó. Thì để cho những cái người mà chưa biết chưa thấy thì họ được học hỏi, được biết, được thấy. Thì cái pháp mà hướng thượng, cái pháp thiền á, thì khi mà Đức Phật chỉ cho thấy những cái nguy hiểm của cái tham sân si, những cái tâm khổ, tâm khổ tâm u của những cái pháp bất thiện, khi mà nói làm và suy nghĩ những cái điều mà bất thiện do cái những cái pháp tham sân si á, thì nó đưa con người tới những cái khổ cảnh khổ khổ não tại bây giờ và những cái khổ cảnh ở tương lai nữa. Thì khi một người đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được cái sân hận, đoạn trừ được cái si mê, thì người ấy sẽ không có nghĩ đến những cái gì để mà tự hại mình hay là tự hại người, hoặc là làm hại cả hai, và người đó không có cảm thọ tâm khổ tâm ưu, và người đó không có làm những cái lời nói hay là suy nghĩ hay là hành động, những cái lời mà để đem lại những cái quả thiện, những cái đau khổ của hiện tại và tương lai. Thì đó là những cái pháp thiết thực hiện tại. Khi mà những người làm ác, họ sẽ cũng thiết thực hiện tại, họ cũng sẽ thấy liền những cái quả làm cho cái tâm khổ ngay đó. Còn những người mà đoạn trừ được cái tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được gì, thì những người đó cũng sẽ thấy được thiết thực hiện tại những cái quả của cái tâm thiện như vậy, cái pháp thiền như vậy. Thì cái pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy để con người thoát ra khỏi những cái, thứ nhất là cái ác pháp, thứ hai là thoát khỏi những sự ràng buộc dính mắc ở trong cái thời gian hiện hữu này. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn giảng cho một cái người muốn hiểu về cái giá trị của một pháp. Thì ở trong cái bài pháp này á, thì chúng ta thấy cái pháp mà tu tập á, là nó ngay hiện tại, chứ nó không phải là cái pháp mà để cho mình cầu nguyện hay là mong mỏi ở tương lai. À, những cái gì mình làm mình thấy nó có cái kết quả liền, là cái tâm không khổ không u, cái tâm sống được bình an. Trước nhất là nó bình an phẳng lặng cho tới lúc mà nó tịch tịnh, thì từ đó những cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nó sẽ sáng ra, và nó có thể thấy thấu hiểu được những cái chân lý, những cái sự thật của pháp để mà xuất đi từ bỏ. Chứ mình không phải là tu tập để mình cầu nguyện mong chờ ở một cái gì ở tương lai. Thì tùy theo cái cách hành trì của mọi người, cái cách hiểu biết tu tập, thì mọi người sẽ tự chứng nghiệm lấy ở nơi việc làm của mình. Nhiều khi nếu mà mình tu tập để mình cầu nguyện một cái gì đó, mong mỏi một cái gì đó ở tương lai, nhưng trong hiện tại mà mình thấy mình vẫn không có được an ổn, lúc nào cũng thấy băn khoăn, lo lắng, sợ sệt hoặc là khó chịu, thì nó cũng là một cái trạng thái mà người tu cần phải nhận ra cái pháp đó là mình đã có thiết thực hiện tại hay không. Đó. Thì chỉ có chính người đó tự biết thôi, chứ không phải là cái đánh giá được ở bên ngoài, mà chính tâm của người đã biết. Và cái những cái sự hành trì đó đã biết là có hướng thượng hay không,
tức là nó có đưa cái tâm đi đến một cái nơi thiện lành không, hay là nó để nó làm cho cái tâm thiện trì trệ, dính mắc thì khổ đau. Thì tất cả những cái đó nó tất cả đều được ở được trải nghiệm qua trong cái sự tu tập. Thì Sư Nga chia sẻ cái bài pháp mà mình được nghe và hiểu như vậy đến các bạn ở trong nhóm, thì các bạn rất là tin tưởng, thì có giải thích thêm hay là bổ túc những cái chi tiết thêm thì xin mời anh xin dừng ở đây. Dạ, sa thủ. À, bài kinh này thì quý vị cũng dễ nhận biết, mình tu tập cũng nhiều lần. Tôi xin mời chị Ngọc Trân, chị Trân đóng góp đi, chị Ngọc Trân. Tôi muốn nghe chị Ngọc Trân làm quen đi, chị Ngọc Trân. À, mời chị nha, mời chị. Thì như là chị Sinh Nga đã giảng vào cái bài kinh này thì em cũng hiểu phần nào, nhưng mà trong bước đường hành của chữa hạnh sống này thì những cái gì mà lời Đức Phật nói thì mình cứ nghe hàng ngày, mình áp dụng theo trong cái cuộc sống của mình. Thí dụ như là mình thân khẩu ý của mình đó, mình phải giữ cho nó trong sạch, dù mình chưa có trọn vẹn nhưng mà trong bước đường mình cũng có thực hành cái phần đó, trên con đường đó. Như những cái thân khẩu ý mình không có làm những cái gì xong, mình không có làm những cái gì ô nhiễm trong thân mình, hay là lời nói mình không có nói những cái gì bất thiện để cho cái tâm mình nó ô nhiễm, thì mình cũng ráng mình giữ được cái tâm thiện của mình để mình nói những cái lời mà không hại mình hại người, thì nói những cái lời hại không hại cái ai. Thì điều đó mình phải nên thực hành trên cái bước đường đó, mình phải 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 làm, mình phải thanh lọc hết những cái đó để cho cái tâm mình nó được thanh lọc, nó tốt hơn, nó có cái sự mà tiến bộ hơn những cái phần đó. Rồi mình có thể là mình những cái gì mà nó khó khăn với mình thì mình cũng lấy cái lời của Đức Phật, cái lớp pháp gì đó để mình đối trị những cái khó khăn đó để mình vượt qua. Chứ ngoài ra mình không có, mình chỉ xây vô trong cái tâm mình để mình quán xét cái tâm mình như thế nào. Nhưng mà mình gặp những đối tượng nào mình không có hướng ra ngoài để mình nói chuyện cái đó là tại cái này, tại cái kia hết trơn, mà cái nguyên nhân nó phát sinh ra từ nó cái tâm của mình thôi. Thì bây giờ mình cách nào mình tu để mình giữ cái tâm của mình cho nó trong sạch, nó đừng có ô nhiễm những cái pháp mà thế gian nó vô trong cái tâm mình nó nhiều quá. Thì Ngọc Trân thì mỗi ngày thì cứ thực hành như vậy thôi. Thì cái nào nó tiến bộ thì mình thấy nó tiến bộ, cái nào nó không tiến bộ thì mình thấy không tiến bộ, thì mình cứ tiếp tục hành như vậy thôi. Chứ còn những cái khó hay là cao siêu thì mình chưa có đến, thì mình cứ tiếp tục vậy thôi. Dạ, sư thủ. Xin mời vị khác. Kim Phượng, mời Kim Phượng đi. Hôm nay tôi muốn quý vị đóng góp. Người nào lên tiếng đi, Kim Phượng hay chị Thanh Vân? Hay Thu Nguyễn, mời mời quý vị. Quý vị đóng góp. Đây là những cái bài kinh rất thực tế, mình quy tâm bảo, mình có niềm tin tâm bảo, thì đây nói về Pháp Như Lai thực tế. Em nói chỗ phần chỗ này nữa, nghe phần thí dụ cái người mà mới bước vô mà để mà học hỏi cái đường đạo của Đức Phật đó, thì mới người ta mới bước vô đây ta tin về những cái cầu nguyện rồi đó. Có thể là cái người đó chưa có, cũng nghe nói vậy đó, là người ta cũng chưa có, ta chỉ có cầu nguyện thôi. Nhưng mà công ty người ta cầu nguyện như vậy đó, người ta thấy có kết quả, cái tâm người ta thấy bình an. Để cái kết quả thì ta tiếp tục người ta cầu nguyện, thì như vậy nó cũng cũng tốt cho cái tâm người ta, từ từ nó bước đến chưa thành đầu. Không phải là mình cầu nguyện mà mình lúc nào mình cũng dính mắc để cái cầu nguyện đó hoài, thì cái đó là nó không có tốt, không có đúng. Mà mình cầu nguyện bước đầu giống như cái tâm mình nó hơi yếu đuối, nhưng mình dựa vào một cái cầu nguyện nào đó, nhưng mà mình thấy cái tâm mình nó được an ổn á, thì mình cứ tiếp tục mình cầu nguyện. Nhưng mà tới một mức độ nào để cho cái tâm người ta thấy ra
cái nào nó khác hơn ấy, thì người ta để bỏ những cái cầu nguyện đó để mà ta tự ta bước đi, như vậy là nó cũng tốt thôi, chứ đâu có phải là mình bác bỏ cái cầu nguyện. Là khi xong thì được chị Nga giải thích thêm được rõ cho mình. Rồi, trước khi chị xin ra giải thích ra mọi cái gì đó khác đóng góp và những cái gì liên hệ đến bài kinh ngày hôm nay, cái gì nói Thu Nguyễn, mời quý vị. Cái gì đây là bài kinh nói về cái niềm tin với Pháp và sự lợi ích của cái Pháp, thì nói rõ hơn là cái lợi ích của Pháp thế nào là thiết thực hiện tại. Thế thức hiện tại đó là làm sao mình hiểu. Thì mời quý vị đóng góp. Thì cái gì không có đóng góp thì sự thật các bài kinh này thì quý vị cũng nhận rõ và cũng đang thực hành hàng ngày. Thì nãy chị xin nghe có nói đó là thì chung quy ra những cái pháp này là mình thực hành thường xuyên hàng ngày, thì đương nhiên do cái sự tinh tấn thực hiện hàng ngày thì mình phát sinh trí tuệ để mình nhìn thấy sâu nữa. Mình không có nắm bắt bắt những cái điều gì. Thì pháp của Như Lai thực tế hiện tại thì ngay trong hiện tại mình làm những điều này, thì Thế Tôn giảng dạy tham sân si, vì những cái điều đó là khi mình xảy ra đó thì tự nhiên là mình khổ. Rồi tại vì mình nghĩ muốn chiếm đoạt, rồi mình muốn hại người hại mình hay là hại cả hai, thì tất cả những đó là khiến cho mình khổ. Thì chung quy á, là tham sân si thì đưa đến vì cái tham mình có dục tâm, cái sân tâm và hại tâm như trong bài kinh này nói. Nếu mà người không có đến với giáo pháp, không có biết được cái giáo pháp đó, thì đây Thế Tôn dạy cho người Bà La Môn cư sĩ, đây là cái phẩm nằm ở trong Bà La Môn. Thì nếu mà người nào biết được như vậy đó, thì cái lợi ích của giáo pháp của Như Lai đó thì thực tế ngay hiện tại, thì khi mình không rõ được cái tham sân si, cái tai hại tham sân si, thì mình có do dục tầm sân tầm và mình hại người thì tạo ra những cái điều bất thiện. Mà điều bất thiện đó là mình sẽ đau khổ ngay trong hiện tại, và sau khi bỏ thân mạng mình sẽ gánh những cái quả mình đã thực hành. Nếu mà người biết được như vậy thì người này sẽ từ bỏ tham sân si. Thì mục đích của giáo pháp của Thế Tôn dạy đó, làm sao mình không có bỏ được cái tham sân si, cho nên bỏ được tham sân si thì tâm mình thấy an lạc, hỷ và thân mình an lạc. Thì mình không có làm hại ai hết, thì cái sự an vui hạnh phúc đó là thực tế hiện tại. Thì cái mức độ tùy theo căn cơ của mỗi người hành trì thực hành, mà như bài kinh kỳ rồi mình có sinh hoạt đó là tăng thượng tự ngã, đó là làm sao mình phải tăng thượng những cái gì an vui hạnh phúc làm cho cái tự ngã được thanh tịnh. Tự ngã được thanh tịnh tức là không có cấu uế, đó là mục đích như vậy đó. Thì có một bài kinh kế tiếp số 54 á, thì nói nội dung cũng như bài kinh này, nhưng mà một cái danh từ khác mà khiến nhiều người cũng có cái sự như là có những cái ý khác biệt, nhưng mà chung quy ra đó, thì đối với mình đó, mình có một cái nhìn rộng rãi thì mình mới biết được như thế này. Thì trong trong bài kinh kế tiếp là 55 Niết Bàn á, thì có nói như thế này, bản văn thì nó giống nhưng mà khác cái chữ. Rồi tôi xin phục đọc cái đoạn nằm ở trong bài kinh 55. Bị tham ái làm say đắm này Bà La Môn, bị chinh phục tâm bị xâm chiếm nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ
tâm khổ, tâm ưu, tham ái được đoạn trừ. Thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm tỏ tâm khổ và tâm ưu. Thì cái bản văn nó giống nhau như vậy. Như vậy, đây là cái sự khác biệt. Này Bà La Môn, Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng tự được người trí tự mình giác hiểu. Thì thậm chí có mình cũng nghe nhiều người nói đó, Niết Bàn hiện tại là ngay chỗ đó. Thì mình nên hiểu Niết Bàn theo cái danh tự nghĩa, theo tôi nhớ các vị tôn túc vị trước dạy Niết Bàn theo cái ngôn ngữ Bali thời trước, Niết Bàn là không có dệt cái phiền não, có nghĩa là như vậy, không có làm khổ, không có gì phải lo lắng khổ sở hết, cái chuyện Niết Bàn là như vậy. Nhưng mà cái hình thức á, Niết Bàn á, thì nó có nhiều loại Niết Bàn, thì theo cái tâm của người muốn sử dụng, thì theo cái phương tiện để mình diễn nói cái thiện pháp mình thực hành, cái trí tuệ mình thực hành. Thì bình thường mình làm những điều đó thì cũng có thể mình cho là Niết Bàn của mình, nhưng mà Niết Bàn của cái sự an vui hạnh phúc của thế gian. Còn đi sâu vào nữa thì có những cái pháp tương tự, nó khác biệt những cái Niết Bàn. Thì để mình thấy đây là như chị Sinh Ga nãy nói đó, là mình thực hành thường xuyên như vậy và mình có tu tập, có niềm tin với pháp của Như Lai, tức là mình bây giờ tùy pháp hành thì mình nghe, mình thực hành thì hướng đến tinh tấn niệm định tệ và đi vào con đường. Thì lần lượt đó thì mình đi tiến vào cái chi đạo. Thì nói về đạo nữa thì Niết Bàn có trong đạo có 8, là Như Lưu, Nhất Lai, Nhất Lai, Nhị Lai và Tam. Tam quả thì trong cái phần tam quả có 5, là Trung Gian Niết Bàn, Tổng Hại Niết Bàn, Vô Hình Niết Bàn, Hữu Hình Niết Bàn, Thượng Lưu Niết Bàn. A La Hán là vô tổn hại Niết Bàn. Đó, thì mình biết rằng sự tu tập mình, sự tăng trưởng cái tự ngã của mình, nó tiến trình và như vậy. Thì mình biết rằng cái Niết Bàn á, thì tùy theo cái sử dụng, nhưng mà tùy theo cái mức độ tu tập của mỗi người là phải biết được cái tâm của mình. Như chị Ngọc Trân nói á, là biết cái tâm mình là cái chính. Thì mình phải làm thường xuyên. Thì nói thì nó dễ, nhưng mà cũng phải có một tiến trình. Như chị Ngọc Trân nói vậy là cũng 30-40 năm, tới ngày hôm nay thì mới nói như vậy. Cho con người mới tu tập thì cũng khó mà nhận rõ. Thì trong kinh đây nói á, như thật biết rõ sự lợi ích, thì nó chỉ như thật biết rõ đó. Thì như thật biết rõ của người mới tu tập, có người muốn làm điều thiện, thì cái sự thật biết rõ sự thật nó là như vậy. Còn biết rõ đi vào đạo thì mình phải có liên hệ hợp trí. Thì đây là những cái điều mình nhắc nhở nhau, tức là cái tiến trình, cái sự hạn hẹp, cái bước đầu tiên và cái bước đi nó còn xa vời, để mình thấy nếu mình có khả năng thì mình phải tiến tới như vậy. Đó, thì tôi đưa lên những cái điều này để mình thấy rằng có nhiều khi quý vị nghe Niết Bàn thì mình nên Niết Bàn mình phải hiểu như vậy, và cái việc thực hành của mình thì mình đang thực hành những cái điều đó. Cho nên mình biết những cái bài kinh này và biết những cái bài mình vừa tu tập qua trong tương bộ á, mình mà có cái nhìn tổng quát để mình thấy được là cái sự cái con đường trung đạo của mình phải như thế nào. Đó, thì mình thấy rất là vui vẻ đối với cái giáo pháp của Như Lai. Còn chị Ngọc Trân nãy nói á, thì cầu nguyện á, thì kỳ tới mình sẽ học cái bài kinh liên hệ tới cái phần đó. Thì trong Bà La Môn này cũng có hỏi Thế Tôn
liên hệ cái điều đó đó, thì cái người này hỏi Bà là môn giáo thì chúng con làm lễ tế lễ thì cái sự an vui hạnh phúc nó như vậy, còn Thế Tôn và tu pháp của Như Lai tu là chỉ hình như là chỉ lo cho mình, không có lo cho người khác. Vậy hai cái đó là như thế nào? Thì tới mình sẽ tu tập cái bài có ấy. Bài kinh đó cái tiếp. Thì tôi xin nhường lại cho chị, xin nói cho chị Ngọc Trân biết theo cái ý chị về sự cầu nguyện như thế nào đó chị. Và xin mời chị. Dạ, rất cảm ơn. Chị nói về cái phần mà chị Ngọc Trân thắc mắc thôi, là mình cũng mới đầu mình tu tập mình cũng phải có cầu nguyện, thì sau đó mình không có cần cầu nguyện nữa, thì cái điều gì mình làm thì cũng được hết. Nhưng mà thật ra đó, cái cầu nguyện á, thì là cái hướng tâm, cái hướng tâm nó khác với cái cầu nguyện. Cái hướng tâm, ví dụ mình tu tập, cái hướng tâm mình hướng về cái gì đó, thì mình hướng tâm tức là mình đưa cái tâm về cái nơi đó, thì gọi là như lý tác ý đó. Mình muốn hướng tâm là mình không còn tham hay không còn sân, không còn si, thì mình đưa cái tâm nó đi vào cái hướng về đó, hay là mình hướng tâm giải thoát thì mình hướng về cái tâm đó. Thì trong bất cứ tất cả những cái điều mình làm á, thì mình hướng cái tâm về cái điều thiện hay là điều mà giải thoát á, thì gọi là hướng tâm. Còn cái cầu nguyện á, là mình mong cho cái kết quả nó được thành tựu như vậy, mình mong mỏi. Nhưng mà nếu mình không làm thì nó không có cái kết quả gì hết. Thì Đức Phật nói, dầu có trong bài kinh Trung Bộ Kinh á, Đức Phật nói dầu có cầu nguyện hay không cầu nguyện, dầu có nguyện hay không nguyện, mà nếu một người làm đúng pháp thì kết quả nó sẽ ra đúng như vậy. Còn nếu mà người làm không đúng pháp thì kết quả nó không ra như vậy. Chẳng hạn như bây giờ muốn có dầu thì lấy cái hộp vẽ đó mà ép nó ra thì nó ra dầu. Thì bây giờ mình có nguyện nó ra dầu hay không ra dầu thì nó cũng dần ra dầu. Còn nếu mình lấy cát mình ép thì nó không có ra dầu được, dù mình có nguyện hay không nguyện. Cái nguyện là cái mà mình cứ mong mỏi cho nó thành tựu, là cái nguyện. Còn cái mà hướng tâm, tức là mình hướng về cái hướng mà mình có cái mục đích đó, là nó khác. Thì hai cái đó thì nó hơi tới gì trong trong cái tâm. Thì em xin được chia sẻ với chị là như vậy. Còn cái trong những cái bài kinh đó thì chúng ta thấy là pháp là thiết thực hiện tại, cho nên nói là có khi nói là không tham là niết bàn, hay không sân là niết bàn, không si là niết bàn. Thì trong cái niết bàn là gì, một cái trạng thái tịch tịnh, nó ra ngoài những cái pháp mà nó làm cho dục, nó làm cho cái gọi là dao động vọng khởi trong đó. Thì tùy cái trình độ của tham, thí dụ như tham nó còn từ cái thứ sang tham. Sang tham là những cái chỗ thô tục, tức là muốn của người làm của mình, thấy cái gì rồi cái đó là cái pháp bất thiện, tức là có cái sự sang tham ganh tị, thấy người ta có mình muốn có cái đó, mình làm sao mình cướp lại đem về cho mình. Thì một cái đó là cái sang tham của cái phàm phu tục tử. Rồi còn có một cái cũng sang tham, thấy người ta có muốn có như vậy thì nên nỗ lực làm sao cho có được như vậy. Đó là thuộc về cái mà cái tham tham ái, thì nó không phải là cái bất thiện của cái sa đọa vào vào những cái định ác đạo, nhưng mà nó làm cho con người ta bị dính mắc vào ở trong cái dòng sinh tử luân hồi tham ái. Rồi còn cái tham của những cái người tu tập là muốn mong mỏi là được được giải thoát ra khỏi những cái khổ đau, hay là được thành tựu của đạo quả này kia, thì nó cũng có một cái tham ái ở trong đó. Thì cái trong cái từng cái mức độ của cái tham ái, tham nó chỉ có một cái nghĩa là dính mắc vào. Thì trong cái nghĩa rốt ráo của cái tham là bị dính mắc vào, thì một người dính mắc vào những cái bất thiện, dính mắc vào cái thiện, đôi khi tới cái sự tu tập nó cũng bị dính mắc vào ở trong cái pháp, gọi là pháp. Nhưng mà thì cái trình độ thì những cái sự dính mắc
nó thiền và nó cao quý. Cho tới lúc mà một vị nào mà đã thấy được pháp thì thấy là tất cả nó đều là duyên, nhân duyên hội đủ hết, nó vô thường, nó khổ, vô ngã, thì người đó không mong cái gì nó hết, thì buông xả hết, thì lúc đó thì chị đó mới là mình hoàn toàn giải thoát. Thì mức độ sân cũng vậy, sân sân thô tục thì giận lên la hét chửi rủa đánh đập ta, nhưng cái sân mà nó cao lên là sân buồn phiền, tự trách mình là không hại ai hết, nhưng mà tự trách tự thấy buồn chán, ví dụ vậy, để không hại người nhưng mà hại mình, nhưng mà nó không có phải là những cái pháp mà đưa tới những cái đọa xứ mà nặng nề. Rồi còn cái sân mà nó vi tế hơn, tức là một cái sân của những cái bậc mà hiền thiện, hay là ngay cái bậc thánh cũng còn những cái sân, tức là cũng còn một cái sự dính mắc ở trong đó, cho nên không mất đi thì cũng thấy buồn. Như ngài Ananda mà cái Phật nhập Niết Bàn, ngài cũng ngồi khóc ròng luôn, những thương tiếc, thì ngài cũng là bậc thánh mà cũng dần là khóc như vậy. Thì nó tùy theo cái trình độ của cái tham sân. Thì cái sân là có một cái trạng thái là nó không có mát mẻ, cũng có hài lòng vậy đó. Thì khi mình học những cái trạng thái đó thì mình biết những được cái trạng thái nào, thì cho nên mình không có thể mà mình đang ở trong một cái trạng thái nó còn đang thô quá, mà mình muốn tới một cái, mình muốn đạt được cái mà gọi là hoàn toàn thanh tịnh. Hay nhiều khi mình đạt không được rồi mình cũng sầu, cũng phiền muộn. Và nhiều thí dụ mình nhìn thấy ai mà không được như vậy rồi mình cũng phê bình chê trách, thí dụ như vậy. Thành ra cái chuyện mà tu á, mà khi trong tâm mình tự biết được, lúc đó có sự phẳng lặng ở trong tâm, rộng lặng, thanh văn ở trong tâm, yên bình như vậy đó. Là mình biết, mình gọi cái đó Niết Bàn cũng được, hay mình gọi cái đó là gì cũng được. Nhưng mà nếu mà cái những cái trạng thái tâm ấy mà nó được liên tục, được liên tục như vậy, hay kéo dài, hay thường xuyên như vậy, thì một ngày nào đó thì nó sẽ luôn nó có. Còn nếu mà trong cái đời tu tập của mình hay cuộc sống mình mà nó không có những cái khoảnh khắc đó, luôn luôn mà nó bận rộn, luôn luôn là nó bị, cũng như là nó giống như là có cái người thứ hai đi nói chuyện đó, không có được yên tĩnh ở trong tâm đó. Thì mình thấy rằng là cái tâm nó nhiều cái là phức tạp rất rồi, thì nó khó trở về với một trạng thái an tịnh sáng suốt được. Thì khi mà Đức Phật nói về pháp thì ngài hay nói về tịch tịnh, nói về thanh tịnh, tịch tịnh, hay ngài nói về cái sự tổng không, không có một cái sự mà bị chi phối bởi cái nhân duyên. Thì tùy theo những cái mức độ như vậy. Thì em nói cũng hơi hơi nhiều, em biết chị Ngọc Trân có chấp nhận gì không? Dạ sư thú. Thế Hoàng là chị nói là giống như mình cầu nguyện để mình có một cái đích đó, là một cái cầu nguyện là mình mong muốn được cái gì đó. Rồi có cái phần mà cầu nguyện thì nó cũng nhiều, cái cầu nguyện mà nó nhiều hạn, nhiều quá. Rồi có người cầu nguyện là mình cầu nguyện giống như là mình tu, nhưng mà cái tâm mình sao nó không có được ổn, mình tu hoài. Rồi người ta cầu nguyện, ta nghĩ là cầu nguyện có một cái gì ở ở một cái cho cái người nào mà như Hai lần đấy. tha lực đó, để giúp cho mình, để mình thấy ra những cái điều gì cho nó rõ ràng sáng, hay là mình cầu nguyện cái gì, hay là mình có khi mình thấy cái tâm mình nó không có được sáng suốt hay cái gì đó, thì cái gì bất cứ cái gì đến cái bản thân mình, hay là gì đó, thì người ta cầu nguyện cũng như là có một cái tha lực nào đó sao thì giúp cho mình, để cho mình thấy ra những cái điều đó, để cho tâm mình nó khỏi phiền phức, hay là khỏi phiền não, nó khổ đau hoài. Thì người ta cầu nguyện như vậy á, mà nếu mà cái cầu nguyện gì mà ta làm có kết quả, ta thấy cái tâm ta nó ổn, nó có thể là nó vững hơn, cũng như là chúng nghĩ là có ở sau lưng có cái tha lực để giúp mình cái điều đó, chứ không có nghĩ là mình tự lực mình đi thì nó được,
Nhưng mà ra tôi nghĩ luôn luôn, tôi nghĩ là ở sau luôn có người hỗ trợ cho mình, chứ không có nghĩ mình tự tự mình đi. Thì cái điều đó mà cứ nghĩ hoài như vậy đó, nếu mà như vậy hoài thì người ta luôn luôn tâm nghĩ nó ta cứ nghĩ có cái gì giúp người ta thôi, chứ không phải là những cái điều đáng nhiều khi mà nghĩ như vậy thì nó cũng không có tiến được. Mình đứng ngay chỗ đó, mình bị cắt ngay chỗ đó, mình đã nghĩ có cái gì nào đó giúp mình thôi, thì cái sự tu hành của mình nó mới được tiến bộ hơn. Mình đứng này đó thì những cái đó nhiều khi từ bước mình có thể giảm đi, từ bước cho nó rõ ràng, những từ bước đi đó. Thì cái người ta biết cách để mà nó đi từ 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 đến tới một cái đích cho nó đúng hơn. Thì nhiều khi không biết á, từ chính ngay đó nó nghĩ là không, người ta là có để giúp mình, luôn luôn giúp mình, luôn luôn theo mình vậy đó, chẳng hạn vậy. Thì cái chuyện đó này nó cũng nhiều bậc như vậy đó, mà anh xin cái chị cho nghe giảng cũng rõ ràng mà. Thì tới đi từng bước cho nó đúng hơn. Tôi xin được mạn phép nói thêm về cái phần của chị Ngọc Trân á, thì vấn đề cầu nguyện á, thì những cái phương pháp cầu nguyện á, thì đó là một cái phương tiện. Thứ nhất là mình phải biết là phương tiện. Còn những cái pháp hành cũng do cái nguyện, như là những cái phương pháp của bà La Môn á, thực hành cầu về cõi Phạm Thiên, thực hành bố thí này kia đủ thứ á, thì cái điều đó là tốt, nhưng mà họ chú trọng về cái cúng kiến nghi thức và những cái chú thực, thì nó cũng đưa đến cái kết quả để được an vui hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng á, thì cái chỗ đó thì mình cũng đã biết trong như bài tiểu giảng dạy con đường đến bờ bên kia đó. Và một cái lời cầu nguyện á, thì như hằng mình đã biết ngày hôm nay có những cái phương pháp mà chỉ cầu nguyện nhiều nhờ cái tha lực, thì như nãy tôi có trình bày á, thì đó là chỉ là cái phương tiện, là tại vì mình chưa thấy rõ được cái vận hành của tất cả các pháp, nó luôn luôn là nhân duyên. Thì lúc đầu á thì mình cũng cầu nguyện, thì chính tôi cũng cầu nguyện cho làm sao mình đừng có bệnh hoạn, được may mắn và hiểu được pháp tu tập. Sự cầu nguyện đó thì nó đưa đến lần lần mình thấy được pháp. Chứ còn cầu nguyện á mà không có thực hành, không có đọc giáo lý, kể cả những phương pháp khác mà không đọc giáo lý của Đức Phật á, thì không có nhìn thấy rõ mục đích để mà chấm dứt tất cả những cái phiền não. Cái gì mình cầu nguyện á thì nó là tốt, làm cho cái hướng tâm mình đó được an ổn, không phải sợ những cái gì mà nó người ta cũng như là những cái nguy hiểm đến cho mình, thậm chí mình bệnh hoạn mình cũng cầu nguyện, điều đó là điều tốt. Thì hàng ngày mình cúng kiến, mình lại Phật, mình cầu nguyện, thì những điều đó mình cũng nghĩ rằng các chư thiên, những người khuất mặt gia hộ cho mình, cái chuyện đó thì cũng là tốt. Nhưng mà song song những cái điều đó đó thì mình cần phải thông hiểu, và mình phải thông hiểu rằng đó chỉ là một cái phương tiện. Thì giống như mình sinh hoạt hàng ngày mình cũng cầu nguyện tất cả những cái vị phước mặt, những cái phi nhân hay là cõi chư thiên, cõi này cõi kia để gia hộ cho mình không có bị những cái chướng ngại, để ủng hộ cái sự tu tập của mình, thì những cái điều đó là tốt. Còn mà chiên rồng để cúng kiến hay là cầu nguyện không á, thì nó sẽ đưa đến một cái sự mê tín. Thì nếu mà mình có cái niềm tin đấng thiêng liêng, đấng thần thánh như vậy đó, thì nó không phải là cái loại chánh chánh của Đức Phật dạy đó, nó không phải. Cũng có cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện để giúp đỡ mình có một cái đời sống không bị những cái
trở ngại trong cuộc sống của mình để mình làm điều thiện. Còn cầu nguyện mà để được, thậm chí những người cầu nguyện nhiều mà không có thực hành những cái điều tốt, mà ngay cả những thực hành điều tốt thì cũng dưới hình thức là đi buôn bán có lời. Có người thì cầu nguyện, họ làm ăn những cái điều không có bảo đảm. Họ cầu nguyện rằng có vị Bồ Tát nào đó giúp mình sẽ vượt qua những cái thành công trong việc làm ăn sinh sống đó. Thì cái điều đó đều là tham hết, kể ngay cả những cái sự tu tập của mình. Cái người mà có niềm tin nhiều mà không có trí á, thành cái tham, đó là sáu cái tánh thông thường mình thấy đó. Người có niềm tin là dục, người có trí là sân, người có tầm là si. Sáu trạng thái tâm đó là cái người tu thiền phải biết. Thì cái người niềm tin mạnh mà không có cái trí thì đưa đến cái sự tham, không có hành, không có làm, không phát sinh trí tuệ mà chỉ cầu nguyện để được. Cho nên khi mới người mới có tu thì cầu nguyện, mà đa phần ngày hôm nay á thì quý vị kể cả Nam Tông hay Bắc Tông đến chùa chiền những ngày lễ, đó là những cái phương tiện đều cầu nguyện hết, đều cầu nguyện hết, là mục đích để gần để nghe chư tăng giảng dạy pháp, kể cả đám tang, kể cả cầu an. Thì cầu an cái người bệnh thì cũng được an tâm, mà người đến thì thân nhân gia đình cũng được an tâm. Thì đó là những cái phương tiện. Thì mình thấy những điều đó, đó thì mình mới ghê sợ bệnh sầu khổ. Rồi đến khi nếu mà người chết đó, thì mình cũng sợ đó, đó là mình nghe những cái lời kinh, rồi mình đến những cái làm lễ, buổi lễ ở chùa hay tu viện đó, đó, thì chư tăng sẽ có dịp quy tâm bảo, rồi giải pháp, lắng nghe pháp để tu tập. Chứ còn không có mình chuyên đồng cái sự cúng kiến thì vấn đề đó thì nó không có đúng, mà tại vì nó sẽ đưa đến cái tham. Thậm chí là những cái người tôi biết cờ bạc mà cũng đi lại cầu nguyện Quan Âm đó. Nó là sự thật như vậy đó, đó. Thì để giải thích thêm thì mình biết rằng là ngày hôm nay mình cũng cần có cái sự cầu nguyện. Bởi vì mình tôi thì cá nhân tôi thì cũng nghĩ rằng với cái phước lực của mình nó không có nhiều, nên nhiều khi mình cũng phải nhờ những cái người, những phi nhân trong thế giới này. Không biết vì sao nhưng mà trong thế giới này tôi cũng nghĩ có những cái phi nhân biết hiểu được cái tánh tình của mình. Nếu mà cái người hiền thiện thì những cái người đó sẽ đến giúp đỡ của mình, giúp đỡ mình. Còn không thì không có giúp đỡ. Thì những người có tánh ác thì những cái ác phi nhân lại xúi dục mình làm những điều đó. Cho nên tâm mình thiện thì chung quanh mình thì người và phi nhân cũng là thiện. Cho nên việc cầu nguyện cúng kiến điều đó là tốt, nhưng mình phải biết cái mục đích là làm sao. Những cái người đã tốt, mình muốn được điều tốt thì mình phải tự làm. Đó là những cái phương tiện thôi. Thì theo tôi nói thêm về cái kinh nghiệm quý vị đã thấy hàng ngày nó như vậy, nó không có xa rời gì hết đó. Thì tôi hiểu ý chị Ngọc Trân muốn hỏi là lên để nói có một vài vị có cái sự có cái hướng tâm nó không rõ đó, thì tôi xin mạn phép nói một cách đơn giản như vậy đó. Thì tôi xin dừng lại ở đây. Thì mình cũng hết giờ, tôi xin dừng lại cho chị Trân chiếc đóng góp trước khi mình hoàn lễ. Và xin mời chị Trân Nga. Thì cái bài kinh Đức Phật giảng như vậy thì mình nghe, mình tiếp nhận được như thế nào, mình tu tập được như thế nào thì mình cứ tiếp tục trên con đường tu tập. Thì chỉ có một cái câu là cứ tiếp tục cho đến khi nào mà mình
chưa có hoàn toàn giải thoát thì lúc đó vẫn còn nhiều việc phải làm à, chứ không phải là hết. Và mình khi mình tụ tập như vậy thì mình sẽ tự mình thấy được là cái đời sống của mình, tâm tư của mình nó được thay đổi một cách gọi là hướng về cái điều thiện hơn và cái điều cao thượng hơn. Thì cái đó là điều mà cuối cùng em muốn nói gì là em kính chào. Sa thú thì lại vị sư Nga nói đó, thì tôi mới nhớ trong cái bài kinh Sống Ngựa, bài kinh gì Đức Phật dạy một tỳ kheo thực hành giới được thanh tịnh giới uẩn, thì vì đó cũng biết rằng còn nhiều việc còn phải làm còn nhiều việc phải làm nó thì việc phải làm mà mình đã học qua cái gần nhất đó, là mình làm sao mình đã biết bốn phần vị lưu. Bốn phần vị lưu thì mình mới biết rằng nói đến đạo là con đường, là con đường, con đường đó đó thì muốn vào đạo là phải biết tất cả những cái pháp mà Thế Tôn dạy, những cái pháp mình tham sân si để mình biết được cái tâm mình đó, không phải là dễ, đâu phải ai biết được cái tâm mình tham sân si đâu, thì có pháp của Như Lai biết được do sự tu tập thường thực hàng ngày, những cái thiện pháp, những lời Đức Phật mình mới ghi nhận được những cái tâm nó phát sanh, và cái tâm nó sẽ đưa đến những cái nguyên nhân hành động thân khẩu ý của mình. Thì mình sẽ thấy còn nhiều việc phải làm, dầu cho ai có một sự thành công như thế nào nhưng người này cũng phải biết rằng còn nhiều điều mình cần phải làm, và nếu mình biết được cái điều đó, những điều đó thì mình phải thực hành, có cái sự hướng tâm thực hành cho được. Vì sa thú tinh thần tu tập của tất cả các bạn, mình cùng nhau chắp tay hồi hướng và xin mời quý vị. Mô Phật, chúng con xin chia đều phước báo tu tập này về chư thiên, thiên cõi trời, chư thiên nhiên, thiện tài, chư hợp pháp đồng đều phước báo nhau cả thảy. Con cũng xin chia đều phước báo tu tập này các bạn tu tập trên lai theo mình quyến thuộc cha mẹ hiện tại thì là không báo nhân thiên sống lâu an vui hạnh phúc chúng con sống. Phát tâm chỉ để đồng giảng thiền lão, chúng con xin hồi phước báo này dẫn bà cha mẹ thân bằng biến thuộc có giảng như đời nghiệp kiếp chúng con dẫn sanh khỏi nào cũng được bảo nhân thiên sau đó mới hạnh phúc chúng gặp Phật pháp tu tập được đồng giảng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa tu sa tu sa tu. Dạ, sa thu, sa thu. Dạ, sa thu, kính chào tất cả. Dạ Cảm xin ơn kính chào. anh Tình Đức, anh chị Trinh, chào tất cả quý bạn.